Mày các bác ăn tối cùng vợ chồng em nhá. Tối nay có món cá chép hấp bia. Vẫn nóng hổi này. Thơm ngon. Và món đậu sốt cà chua. Đấy, đây là nước chấm. Đấy, đây là bia này. Đấy, có hai vợ chồng thôi. Trời rét rét này nữa ra lại càng ngon. Đây gia vị này, sả này, ớt này, đấy, thì là này, lá ngải này, nhồi vào đây nhá, hấp cách thủy quá, ngon kinh khủng, ngon quá. Ăn đi vợ, thử miếng cho ngon không nào, uống bia không? Không. Ừ. À, từ vào xuống lấy cái bát để đây cho con, để một ít cho con. Tí nữa mình dậy đây. Thank you. Mời các anh nha. À. Này, nóng nóng hổi luôn, hơi bốc ngùn ngụt. Em mời các bác nha. Chấm, nước chấm tự pha, xả ớt, chanh, đường. Ngon quá. Rồi. Và ăn thử miếng thì cảm nhận nha. Chấm chấm nước chấm này, cảm nhận này, ngon không, ngon không, ngon đúng không, ngọt đúng không, thơm ngon, ngọt nóng nữa, nóng hổi. Đấy. Làm cũng rất đơn giản thôi, con cá chép này tầm cân đấy nhỉ. Tại vì này cái này nó hơi nhỏ nên phải cắt bớt cái đầu đi. Nhưng thì ăn cái thân của nó thôi. Đấy. Quá ngon nhỉ. Uống cái bia. Ăn đi. Đấy nha, em mời các bác nha. Và hẹn các bác những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bác.